Là cái học tập ngày 8 tháng 10 năm 2016. Đây là một cái con 8051 và ta thấy rằng là cấu tạo của nó là trên 40 là trên nối nguồn dương 5V, trên 20 là trên nối đất, trên 20 là trên nối đất. Trên số 29 là nó tín hiệu điều khiển xuất ra của 8051. Đây trên 29 xuất ra của 8051. Trên số 31, trên số 31, nếu mà E nó bằng 5V thì nó chọn ra nội, E nó bằng 0V thì nó chọn ra ngoại. Giả sử ta muốn sử dụng con cái rôm ở trong cái con 8051 này, 8051 này thì ta sẽ nối cái con chân số 20, chân số 20, chân số 31 này với chân số 40. Và nếu mà muốn chọn ra ngoại thì ta sẽ nối chân số 31 này với cái một cái chân ở bên nối với nguồn nguồn mát hay là nguồn âm ấy. Đấy thì số chân còn lại 32 chân được gắn 4 cộng bóc 1 là từ 39 đến 32, 39 đến 32. Bóc 2 là từ 1 là bóc 1 là từ 1 đến 8 nhầm. Bóc 0 là từ 39 đến 30 12. Bóc 2 là từ chân số 21 đến chân số 28. Bóc 3 là từ chân số 10 đến chân số 17. Và mỗi bóc thì nó có chức năng xuất nhập riêng cụ thể. Các chức năng xét nhập nó bao gồm là trên, ví dụ như là trên B30 thì nhiệm vụ của nó là dữ liệu nhận cho bóp nối tiếp. Còn chân D3.1 thì nó chính là dữ liệu truyền cho bóp nối tiếp. Chân B32 thì nó ngắt bên ngoài không. Chân B3 thì nó là chân ngắt ngoài 1. Chân D34 thì chân này là nó ngõ vào tham mơ con trơn, con trơn không, nó là ngõ vào của tham mơ con trơ không. Chân B34 và chân B35 thì nó là ngõ vào của tham mơ con trơ 1. B36 thì nó là xung thi bộ nhớ dữ liệu ngoài. B37 thì nó là xung đặc của bộ nhớ dữ liệu ngoài. Đây. Sang phần thứ hai đó là làm thế nào để mà một cái tối thiểu của một con 8051 nó có thể hoạt động được. Đây ta đặt ra một câu hỏi là làm cấu hình tối thiểu để 8051 hoạt động được.
Đấy. Thì cấu hình tối thiểu mà để nó hoạt động được như sau. Chẳng hạn như cái con này chẳng hạn. Đấy. Đấy. Thì để mà cấu hình nó hoạt động được ấy, thì chân 18 và chân 19 nó phải nối với thạch anh. Nó phải nối với thạch anh. Và chân số đây. Cái hình này. Chân 18 chân 10 đâu rồi nhỉ? Nghĩa là chân 18 và chân 19 nó phải được nối với thạch anh. Và chân số 20 là nó cấp với chân số 20 là nó cấp với đất đất. Chân 20 đâu? Chân 20 là phải cấp với đất. Chân số 40 là nó phải cấp với nguồn. Chân số 9 là nó phải nối với mạch reset. Chân số 18, 19 thì nó phải nối với mạch dao động. Đấy, nối với mạch dao động nó phải nối với con thạch anh. Chân số 31 thì nó là chân VCC để chạy chương trình lưu trong bộ nhớ. D0 thì muốn cộng vào thì phải nối với trợ là keo là 10K để kéo VCC nó lên. Thì kéo vào nó lên. Thì bây giờ được thể hiện trong cái sơ đồ như sau. Là à, như là lấy điện trở này, lấy con thạch anh thì các bạn nếu mà không biết thạch anh lấy nó như thế nào thì lên Google vậy. Đây. Đấy. Nó là từ QRT. Đây. Chân 18, 19 nối với bộ dao động thạch anh. Chân 18, 19 nối với bộ dao động thạch anh. Đấy, nó chân 18 19 là nó dùng để tạo dao động. Đấy, cho nên nó phải được nối với thạch anh. Tiếp theo thì nó sẽ được nối với sau khi mà nó nối với thạch anh rồi ấy thì nó phải nối với một con tụ 33 microfarad. Đây. Nối với con tụ. Tổ 33 microfarad nhé. Nano. Cấu hình tối thiểu cho nó có thể hoạt động được.
cái này thì nó được cái bộ dao động này thì nó chân 18 chín này thì nó nối với chân chân năm. Đấy. Và chân số 20 thì chân số 20 thì nó chân số 20 thì nó cấp với đất. Khi mình nối thì mình phải nối với chân âm. Chân số 40 thì nó phải cấp với nguồn. Chân số 9 thì nó nối với mạch reset. Chân số 9 như sau. Chân số 9 là đây, chân số 9 nó nối với mạch reset. Và cái bắp chân này thì nó sẽ được nối với chân âm. Và muốn mà mạch nó chạy được thì ở cổng bên không ấy, muốn làm cổng vào thì cần phải nối với một trở 10K để nó kéo cái điện trở này lên. Do vậy ta còn phải nối với cái con trở 10K này. Ta nối với con trở 10K vào chỗ này. Đấy. Như thế này thì nó đã gần hoàn chỉnh một cái con 8001 điều kiện cần để mà nó dao động rồi. Đấy. Điều kiện cần để mà nó hoạt động rồi. Thì nhắc lại một lần nữa, khi mà cắm sơ đồ mạch thật ấy, mà làm mạch thật ở bên ngoài ấy, thì yêu cầu của nó là chân 20 phải cấp với đất, chân 40 cấp với nguồn, chân số 9 nối với mạch reset, chân 18 19 nối mạch dao động, chân 31 thì nó nối với chân chân 40 để chạy chương trình lưu trong bộ nhớ. B0 thì muốn làm cổng vào thì cần phải nối với trở 10K. Ở chỗ chân B00 nếu mà muốn làm cổng vào thì nó phải được nối với trở 10K để kéo PC, để kéo cái nguồn vào nó lên. Đây. Nếu mà muốn làm chân vào thì B0 này cần phải nối với trở 10K mà để nó vào. Như thế thì kết thúc cái phần tìm hiểu về cơ bản cái con 8051 tại đây.